tổng khấu hao trên này. Như vậy đó là các cái thành phần. Như vậy thì mình có thể tính được cái lời trước thuế rồi, không có lãi vay. Như vậy lời trước thuế gì. Lời trước thuế. Giờ thì mình tính thuế. Thuế sẽ bằng cái lời trước thuế này nhân với 30%. Phần trăm. Riêng cái năm 2015 thì cái lợi nhuận trước thuế nó âm như vậy thì theo như luật thì mình không có đóng thuế. Và mình được chuyển cái phần lỗ này sang cho cái năm sau, nhưng mà cái năm sau mình đâu có hoạt động nữa đâu. Đấy, nên là tóm lại là không có đóng thuế. Rồi cái lời sau thuế,
Như vậy ra được cái lời số thuế. Rồi tính cái dòng tiền OCF, dòng tiền hoạt động, thì lấy cái lợi nhuận cộng lại với cái khấu hao thì ra được cái dòng tiền. Như vậy thì đó là cái dòng tiền hoạt động của mình. Cộng hai cái dòng này lại với nhau để ra cái dòng tiền của dự án, gọi là dòng tiền thuần NCF, bằng dòng OCF cộng với cái dòng lưu đầu tư. Và đây chính là cái dòng tiền cuối cùng của dự án mình. Như vậy thì bây giờ người ta bắt mình tính cái khả thi về mặt tài chính hay không, với cái suất sinh lời tối thiểu của nhà đầu tư mong muốn đó là 17%, 17%, 17% này tối thiểu. Như vậy thì bây giờ mình tính là NPV của nó. NPV 17%. Rồi đưa tất cả những cái số tiền này về hiện tại với một cái chiết khấu 17%. Như vậy nó ra một cái số âm. Âm 68,52. Như vậy bé hơn 0. Bé hơn 0. Như vậy là không khả thi về tài chính. Có nghĩa là không làm, không nên làm. Như vậy thì bây giờ mình nó bé hơn không, như vậy có nghĩa là nó không đạt được cái mức 17% mà nhà đầu tư mong muốn. Mức mà nhà đầu tư mong muốn là tối thiểu phải bằng 17%. Đấy. Như vậy thì dự án này nó sinh lời bằng bao nhiêu mà lại không bằng với nhà đầu tư mong muốn? Thì mình tính cái suất hoàn vốn của cái dự án này thì mình có thể tính rất là nhanh. R này kéo cái dòng tiền của dự án này. À, đây, kéo nhầm đây. Thì nó có 13% thôi. Nhà đầu tư mong muốn 17% mà dự án này chỉ sinh lời có 13%. Vì thế nên NPV nó âm là đúng rồi. Như vậy thì không có làm là vì thế. Không khả thi về mặt tài chính. À, chúng ta không cần phải chép gì đâu, thầy sẽ gửi lại cái file này cho chúng ta. Rồi bây giờ còn bài nào nữa? Bài 5.10 giải rồi. 5.8 giải trên lớp rồi. Này thì cũng giống thế. Bây giờ làm cái bài 5.6 đi. 5.6 là một cái dự án loại trừ. Mình sẽ lập một cái dòng tiền gia tăng. À, để mà xem là lựa chọn cái phương án nào. 5.6 văn phòng A&D, văn phòng nghiên cứu và phát triển của nhà máy
M đề xuất hai phương án mua sắm thiết bị để sản xuất một loại sản phẩm. Việc lựa chọn phương án nào sẽ có ảnh hưởng đến giá mua và chi phí sản xuất, doanh thu là như nhau cho cả hai phương án, chỉ ảnh hưởng tới giá mua thiết bị và vì thế nó ảnh hưởng tới chi phí sản xuất. Các số liệu cho đây là phương án thứ nhất là đầu tư ban đầu, đây là mua thiết bị thì như thế, rồi cái này tuổi thọ 7 năm, tuổi thọ 8 năm, giá trị thanh lý ròng cuối cùng của thiết bị, thanh lý đã trừ thuế rồi, đã trừ cái thuế rồi nha. Trước giờ mình tính là mình đều tính cái chỉ thanh lý chưa trừ thuế, mình tính cái chỉ thanh lý rồi mình mới tính cái số tiền thuế phải đóng rồi mình đưa cái hai thứ vô. Còn đây người ta đã ghi chú là giá trị thanh lý này đã trừ thuế rồi, đã trừ thuế rồi, mình đừng có quan tâm tới cái thuế phải đóng nữa. Rồi chi phí sản xuất hàng năm thì không gồm khấu hao, thị trường này nhà máy sử dụng khấu hao cho phương án đường thẳng tuổi thọ thiết bị, cái gì cái tháng là bằng không, đường thẳng thì nó cứ theo tuổi thọ thiết bị thôi, thuế suất là 32. Nếu nhà máy áp dụng phương án 2 thì sau khi hết sử dụng, thay vì mua máy mới họ có thể đặt gia công bên ngoài cho 2 năm cuối cùng với chi phí thuê gia công hàng năm là 375 triệu đồng. Đấy, với số chứ khấu 15% hay xác định nhà máy nên chọn phương án nào. Đấy. Như vậy thì mình phải lập một cái dòng tiền gia tăng, dòng tiền gia tăng. Bây giờ đây là tập 5.6. Bây giờ mình phải lập một mình giả sử rằng mình sử dụng cái phương án một đi, giả sử rằng mình sử dụng phương án một, như vậy thì mình sẽ lập một cái bảng khấu hao. Nhà máy người ta nói là nếu nhà máy áp dụng phương án 2 thì sau khi hết sản sử dụng, thay vì mua mới họ sẽ đặt gia công ngoài 2 năm cuối cùng. Như vậy điều đó có nghĩa là cái dự án này nó sẽ kéo dài 9 năm chứ nó không phải là 7 năm. Kéo dài 9 năm nha. Nếu mà dùng án 2 thì 2 năm cuối cùng phải gia công bên ngoài, tại vì nó hết tuổi thọ rồi mình phải bán nó đi. Như vậy thì cái dự án này kéo dài 9 năm. 5. Năm. Rồi bây giờ đây là khấu hao phương án 1. Khấu hao phương án 1, máy 1, cho nó là máy 1 đi. Rồi này là khấu hao máy 2. Như vậy mình tính cái delta khấu hao. Đấy. Mình đang giả sử là mình sử dụng khoảng 11. Như vậy đối với máy 1, khấu hao từ phương pháp 2K2 được sử dụng phương pháp đường thẳng, thiết bị giá trị bằng 0. Như vậy thì cái phương án máy 1 này cái giá trị của nó là 960 triệu đồng, khấu hao trong vòng 9 năm. Như vậy thì mỗi năm khấu hao chính bằng 960 chia cho 9. Mỗi năm phải khấu hao là 106,6667. Như vậy tổng khấu hao sum lại, tổng cộng lại thì chắc chắn nó bằng cái nguyên giá. Còn lại bằng không, không thanh lý cuối cùng của thiết bị đã trừ thuế đó, còn lại bằng không, nhưng mà bán được thanh lý được với giá là 150.
và thuế thì người ta đã trừ thuế rồi, khỏi tính thuế nữa. Đấy, thì đó là máy 1. Bây giờ máy 2. Máy 2 thì 840 được khấu hao đường thẳng trong vòng 7 năm. Như vậy thì mỗi năm 860, 840 chia cho 7, mỗi năm khấu hao là 120 vòng 7 năm. Tính tới cuối năm thứ 9 thì nó, tức là cuối năm thứ 7 thì người ta đã khấu hao hết rồi. Bây giờ giá trị thanh lý ròng năm cuối cùng của thiết bị, tức là tới cái năm mà năm cuối năm thứ 7 ấy, thì người ta đã thanh lý nó và bán được với giá là 120 rồi, 120 rồi. Đấy. Thanh lý nhưng mà nó không phải là cuối năm hai cuối năm thứ 9 rồi. Như vậy thì chỗ này nó bán được với giá là 120. 120. Và cái tổng khấu hao của nó tới cuối năm thứ 7 là đã bằng 840, giá trị còn lại bằng không rồi, nhưng mà nó vẫn thanh lý được với giá là 120. Thì nhớ là nó bán được vào cuối năm thứ 7 chứ không phải là cuối năm thứ 9. Rồi cái delta khấu hao đối với máy 1 thì sẽ khấu hao ít hơn hay nhiều hơn so với máy 2, ít hơn so với khấu hao trường này, máy 2 trường này. Đấy. Đấy. Đối với nếu như mà mình chọn máy 1 mà mình không chọn máy 2 thì cái khấu hao nó sẽ ít hơn trường này qua các cái năm. Tới năm thứ 8, năm thứ 9 thì máy 2 kết thúc rồi, mình chỉ còn dùng máy 1, mình chỉ còn khấu hao máy 1 thôi. Vì thế nên nếu mình chọn phương án máy 1 thì sẽ khấu hao nhiều hơn máy 2 ở năm thứ 8, thứ 9 là chừng này. Thì đó là cái bảng chênh lệch khấu hao. Bây giờ tới cái bảng chênh lệch về vốn lưu động. Nếu nhà máy áp dụng thì sau khi không, cái này nó không có nói gì về máy nuôi về 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 vốn lưu động cả. Cái này nó nói là phòng hai cái ảnh hưởng đến yêu cầu về giá thiết bị và chi phí sản xuất, chứ nó không ảnh hưởng tới cái vốn lưu động của mình. Nó cũng không có nhắc gì tới vốn lưu động hết. Có nghĩa là mình dùng cái phương án máy 1 hay là phương án máy 2 này á thì nó đều không có tiết kiệm cái nguyên nhiên vật liệu hơn hay là như thế nào cả. Nó cái vốn lưu động của mình nó không có thay đổi, nó chỉ ảnh hưởng tới chi phí thôi, chi phí hàng năm thôi. Như vậy thì mình không có cái bảng vốn lưu động, mình làm luôn cái bảng delta ICF luôn. Bây giờ mình tính delta của từng cái khoản mục. Delta đầu tư, tài sản cố định. Nếu như mà là máy 1 so với máy 2 thì mình phải đầu tư cái tài sản cố định nhiều hơn, lấy 960 trừ cho 840. Mình đã đầu tư vào đầu năm trừ 960 trừ cho 840. Nhầm. Đấy. Thì mình phải đầu tư nhiều hơn so với cái phương án máy 2, đó là mình phải bỏ ra hơn 120 triệu, 20 triệu. Rồi delta thanh lý. Delta thanh lý. Nếu như mà mình làm cái máy 1, mình dùng cái phương án máy 1 thì cuối cái năm 2000, cuối cái năm thứ 9 này mình sẽ thanh lý được với giá là 150, thanh lý được với giá 150.
mình phải sẽ có được một cái số tiền là 150. Tuy nhiên á, thì đối với cái phương án máy hai á, thì cuối năm thứ bảy thì mình sẽ thanh lý được với giá là 120, 120. Như vậy á, thì bây giờ mình phải tính như thế nào. Như vậy thì cái delta thanh lý này cuối năm thứ bảy này mình đang giả định là cái máy 1 trừ cho máy 2, 1.2. Có nghĩa là khi mà mình làm cái phương án máy 1 thì những cái mà máy 2 mình thanh lý được ở cuối năm thứ bảy này mình không có. Mình không có. Vì thế nên đó là cuối năm thứ bảy này mình sẽ mất đi một cái số tiền là trừ 120 so với cái phương án máy 2. Phương án 2 cuối năm thứ bảy thì mình sẽ có một cái số tiền 120, nhưng mà do mình chọn phương án máy 1 nên mình không có cái số tiền đó. Đó là mình chênh lệch. Nhưng mà bù lại là còn nếu mình chọn phương án máy 1 thì cuối năm thứ 9 này mình sẽ thanh lý được với giá là 150. 150. Những điều hai thời điểm khác nhau mình sẽ được 150. Đấy. Đó là cái delta thanh lý. Vì thay vì nếu như mà nó cùng số năm là năm thứ 9 á, thì mình lấy 150 trừ cho 120 luôn. Đấy, thì nó ra là 30 ở cuối năm thứ 9. Do cái việc mình chọn máy 1 thì sẽ thanh lý nhiều hơn so với máy 2. Nhưng mà tại vì hai cái này có tuổi thọ khác nhau, vì thế nên nó nằm ở hai cái thời điểm khác nhau thôi. Mà mỗi năm á, thì nó có một cái mức lãi suất, một cái suất chiết khấu. Vì thế nên nó là mình cái nó nằm ở những năm khác nhau, như vậy nó cũng có cái ý nghĩa của nó, tiền có giá trị thời gian. Đó là cái delta thanh lý. Rồi cái delta vốn lưu động thì không nói gì. Delta vốn lưu động thì không có gì cả. Vay và trả nợ thì không có. Người ta không có nói rằng là nếu mà dùng năm mấy một thì phải đi vay. Như vậy thì mình kết thúc cái bảng delta đầu tư. Mình tổng cộng nó lại. Tổng cộng lại. Như vậy đó là chính là cái bảng delta ICF, delta ICF gia tăng, cái dòng tiền đầu tư gia tăng nếu như mình chọn vào mấy một so với mấy hai. Tất cả nó đều là bảng gia tăng hết. Rồi bây giờ mình tính cái bảng delta OCF, OCF dòng tiền hoạt động gia tăng của từng năm. Giờ thứ nhất là delta doanh thu, thì trong này người ta nói rằng là doanh thu là như nhau cho cả hai phương án. Có nghĩa là delta doanh thu bằng không, có nghĩa là doanh thu của chọn máy 1 hay máy 2 gì thì doanh thu của máy 1 trừ doanh thu của máy 2 là bằng không, bằng nhau hết, không có gì thay đổi. Rồi delta chi phí, chi phí sản xuất hàng năm không gồm khấu hao, không gồm khấu hao. Như vậy thì mình tính cái delta chi phí không gồm cái delta khấu hao ở đây. Như vậy nếu mà chọn vào máy 1 thì sẽ tốn chi phí 270, máy 2 thì chi phí 240. Như vậy thì phương án máy 1 sẽ tốn nhiều chi phí hơn 30. 30. Như vậy delta chi phí là 30. Cái chi phí của máy 1 trừ cho chi phí máy 2 là bằng dương 30, nhiều hơn 30. Chưa có cái phần chênh lệch của khấu hao. Như vậy đưa vô delta khấu hao
mình tính trên này rồi, mấy một sẽ không hào ít hơn mấy hai chừng này. Nó là delta khấu hao. Nhầm, chỗ này người ta nói rằng là cái chi phí này mấy một với chi phí mấy hai này là người ta chỉ tính được cho tới năm thứ, tới năm thứ 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 bảy thôi, tới năm thứ bảy thôi. Tới năm thứ bảy thì nó còn trên lệch chỗ này. Chứ còn hai cái năm thứ 8 và năm thứ 9 này thì thực sự là nó cái mấy mấy hai mình đem đi bán mất rồi, nên cái chi phí sản xuất của cái máy một á là nó vẫn còn là 270, chưa tính không gồm khấu hao. Nhưng mà cái máy hai thì mình đem bán mất rồi, thay vì vậy á, là mình đặt gia công bên ngoài. Năm cuối cùng chi phí thuê gia công là 375 triệu đồng, 375 triệu đồng. Như vậy á, thì cái chi phí của cái máy một là 270, còn cái 2 năm cuối của máy hai mình đem đi gia công á, thì nó là 375. Như vậy trên lệch mình phải lấy là 270 trừ cho 375. Đây, chỗ này là bằng 270 trừ cho 375. 375 đem đi gia công ngoài thì nó sẽ phải mắc hơn. Đấy, đó là cái bảng delta chi phí. Chi phí mình thấy rằng là delta chi phí nếu mà là mấy một trừ cho mấy hai, từ cái năm thứ một cho tới cái năm thứ bảy là cái chi phí của nó đều trên lệch chừng này. Mấy một sẽ tốn nhiều chi phí hơn mấy hai. Đấy. Nhưng mà tới cái năm thứ 8, năm thứ 9 thì chi phí của mấy hai lại nhiều hơn mấy một do đặt gia công ngoài. Đặt gia công ngoài có nghĩa là chi phí của mấy một trừ chi phí của mấy hai sẽ bằng một con số âm. Đấy. Nhỏ hơn là 105 này. Rồi cái delta khấu hao thì cũng tương tự. Cái năm hai cái năm cuối cùng mấy là 89 á, thì cái máy thứ hai mình đem bán đi rồi nên làm gì có khấu hao. Nhưng mà bù lại thì cái máy một mình phải chịu cái khấu hao trường này. Đấy. Như vậy đó thì đó chính là cái doanh thu và chi phí. Bây giờ mình tính cái delta lời trước thuế. Thì mình lấy cái delta doanh thu trừ cho delta chi phí trừ cho delta khấu hao sẽ ra được cái delta lời trước thuế chỗ này. Rồi mình tính cái delta thuế. Delta thuế thì mình vẫn lấy cái delta lời trước thuế này nhân với cái mức thuế suất. Thuế suất đây là 32%. Mình nghĩ 32%. Thì đây là cái delta thuế. Delta thuế. Thì cái delta thuế này nó có cái bị âm. Nên có cái bị âm này kia, cái delta lời trước thuế có cái nó bị âm rồi này kia thì mình vẫn tính cái delta thuế ra nó vẫn bị âm. Nhưng mà cái delta lời trước thuế này mình tính ra nó bị âm này nó không phải có nghĩa là nó bị lỗ, mà nó có nghĩa rằng cái phương án lời trước thuế của cái máy một thì nó sẽ ít hơn cái lời trước thuế của máy hai là chừng đó. Vì thế nên mình sẽ đóng một cái số tiền thuế ít hơn tương ứng là cái delta thuế này, chứ nó không có phải là nó bị âm thì mình không đóng thuế giống như là cái dòng tiền độc lập. Cái này nó hoàn toàn là một cái sự tăng thêm. Delta lời trước thuế thì có nghĩa là lời trước thuế của máy 1 trừ cho lời trước thuế của máy 2 thì sẽ ra là trừ 16,67. Có nghĩa là cái lời trước thuế của máy 1 ít hơn
lời trước thuế của máy 2. Đấy. Thì cuối cùng là dẫn tới là cái thuế phải đóng của phương án máy 1 nó ít hơn thuế phải đóng của phương án máy 2 là 5,33 5,33, chứ nó không phải là nó bị âm theo kiểu cái phương án dự án độc lập. Vì thế nên mình vẫn cứ tính như bình thường. Delta lời sau thuế. Vậy cuối cùng mình tính ra được cái delta OCF. Cộng lại với khấu hao. Đó là cái chênh lệch tăng thêm của cái dòng tiền hoạt động của hai phương án. Như vậy mình ra được cái delta ICF với delta OCF, mình tính được cái delta NCF, cái dòng tiền là tăng thêm, dòng tiền thuần tăng thêm, cộng hai cái này lại. Mình ra được cái dòng tiền cuối cùng. Bây giờ mình tính cái NPV cho nó. Chiết khấu là 15%. Như vậy bằng âm 160,6. Như vậy thì bé hơn 0. Như vậy kết luận là mình đang tính cái dòng tiền tăng thêm của máy 1 trừ cho máy 2, mà mình tính cái NPV tăng thêm này nó lại bị âm. Như vậy điều đó có nghĩa là máy 1 nó không tốt hơn máy 2. Có nghĩa là nên chọn cái phương án 2. Phương án máy 2 và gia công bên ngoài 2 năm cuối. Đấy, nên chọn như thế. Chọn như thế. Chứ nếu mà nó dương thì mới chọn cái phương mấy một. Cái suất sinh lời mà nhà đầu tư mong muốn là 15%. 15%. Cái suất thu hồi vốn, cái suất hoàn vốn nội bộ của phương án máy 1 trừ máy 2 chỉ đạt có 3% thôi, còn âm nữa. Như vậy thì chúng ta không chọn cái phương án máy 2 là vậy. Sau nó có thời gian thì sẽ sửa thêm tiếp hai cái bài tập về cái sơ đồ, sau đó giới thiệu cho em về cái phần mềm nữa, là xem như là chúng ta đã nắm tổng quát sơ lược về cái môn học này rồi, mặc dù nó không mình không có cái thời gian ở trên lớp và đủ thời gian để đi tới những cái phần sâu hơn, nhưng mà cơ bản như vậy là được.
Về hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Nếu mà thầy sẽ gửi lại cái file Excel qua cái group lớp cho các em tham khảo.